Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, trong số 12 con giáp, chuột là con vật tiên phong, dẫn đầu. Bởi vậy, người thuộc tuổi này thường có tài năng lãnh đạo, quản lý rất tốt. Trong tháng 8, khẳng định sẽ là thời điểm cực kỳ thành công của bạn. Chắc chắn bạn sẽ nhận được những thành quả như ý. Về mặt kinh tế tốt, tuổi Giáp Tý 1984 là người giỏi kiếm tiền nên không cần phải lo lắng bất cứ thứ gì cả. Cứ tiếp tục làm việc, chăm chỉ, chịu khó thì trong tháng 8 âm lịch, không những tiền đầy túi mà công danh sự nghiệp cũng phất lên như diều gặp gió. Xin mời quý vị cùng theo dõi video để nắm được vận trình của mình trong tháng 8 âm lịch. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 có mệnh hải trung kim, theo quan niệm truyền thống được đánh giá là cần cù, ham học hỏi, tính tình nóng nảy, thời thơ bé gặp nhiều gian nan, là người hiếu thuận. Nam giới được nhiều vợ, nữ giới được nhiều chồng. Quan điểm hiện đại cho rằng người nhóm này luôn theo đuổi sự hoàn hảo. Họ có tài ăn nói, thuộc phái hành động, tích cực sôi nổi. Cái tôi của họ khá lớn, là người có chính kiến, cũng rất nhạy cảm với thế giới bên ngoài, là người giàu cảm xúc, lại giỏi ăn nói. Họ rất có khả năng thuyết phục người khác. Tính cách hướng nội khiến người khác chỉ có ấn tượng về sự vui vẻ lạc quan, hoàn hảo, không nhìn thấy tính nóng nảy, ham đố kỵ của họ. Sự nghiệp của người tuổi Tý sinh năm 1984 tổng thể phát triển ổn định trong tháng. Bạn có thể phát huy được năng lực của mình, được lãnh đạo chú ý, song lại dễ khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt. Vì thế, bạn nên có khả năng quan sát, đánh giá tình hình tinh tế, không nên dễ dàng tin theo lời xổ xê, lôi kéo của người khác. Ngoài ra, làm việc gì bạn cũng cần cố gắng dựa trên sức của mình, chớ nên tranh giành, chiếm đoạt của người khác, nếu không dễ vướng thị phi. Quan hệ vợ chồng của người tuổi này về cơ bản là hài hòa. Dù công việc có bận rộn đến mấy, bạn cũng nhớ giúp đỡ nửa kia trong các công việc nhà. Việc đó tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng có tác dụng rất lớn trong việc gắn kết tình cảm đôi bên. Xét về thiên can, giáp xương mộc gặp kỷ âm thổ nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Trong tháng 8 âm lịch, tuy có quý nhân trợ lực, song tuổi Giáp Tý sẽ phải đối mặt với một số biến động trong chuyện công việc. Gia chủ dễ phạm sai lầm, tự mang tai vạ cho bản thân vì sự cầu thả và chủ quan. Hơn nữa, vì làm việc tùy hứng, thiếu tính kỷ luật, dễ bỏ dở nửa chừng. Khi sự hăng hái ban đầu qua đi nên việc gì cũng chỉ có kết quả nửa vời, khó đạt thành công lớn. Khi đó bạn sẽ phải tốn thêm nhiều thời gian để giải quyết mớ rắc rối do chính mình gây ra. Càng là người đứng ở vị trí thế cao thì càng phải giữ cho mình cái đầu lạnh. Chỉ một nước cờ sai lầm cũng có thể dẫn đến đại bại cả ván cờ. Cần phải biết mình là ai, mình đang ở đâu và cần phải làm gì. Nếu bạn muốn nhảy việc trong tháng này thì nên suy nghĩ lại, đây chưa phải thời cơ tốt. Bạn sẽ phải bắt đầu lại mọi thứ, bỏ lại sự cố gắng, nỗ lực của bạn cho đến thời điểm hiện tại. Đừng vì chút nóng giận mà dẫn đến quyết định sai lầm. Mặc dù công việc không quá thuận lợi nhưng bạn có cơ hội tiếp xúc với nhiều hạng mục công việc mới. Điều đó là tiền đề để phát triển, tạo những cơ hội bứt phá sau này cho bản thân. Năm 2022 Nhâm Dần, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Giáp Tý để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tuổi Giáp Tý tháng 8 âm lịch, tài lộc là một trong những điểm sáng của con giáp này. Đặc biệt là với người làm kinh doanh, bạn dễ dàng thu về những khoản lợi không nhỏ nhờ có kế hoạch tiếp thị, đa dạng hàng hóa, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường và khách hàng. Tuy nhiên, tài chính rủng rỉnh đồng nghĩa với việc mức chi tiêu của mệnh chủ cũng tăng thêm. Nói cách khác, tháng này người tuổi Giáp Tý vừa có thể kiếm tiền lại vừa chi tiêu khá là nhiều. Ngoài ra, việc kiếm tiền không hề dễ dàng, ngược lại bản mệnh phải rất vất vả, hao tổn nhiều công sức mới đạt được mục tiêu tài chính của mình.
Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân thân Tí Thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng 8 này, người tuổi Giáp Tý hay muộn phiền, tinh thần bất an, lo lắng, gây bất lợi cho sức khỏe. Muốn khỏe mạnh thì bạn phải biết buông bỏ, tập trung vào hiện tại mà thôi. Vì những gì bạn làm hôm nay cũng được xem là nhân cho quả trong tương lai đấy. Gia chủ cần đề phòng các bệnh về tim, não, máu, đường tiêu hóa, bởi những cơ quan này đang ẩn chứa nhiều nguy cơ mà bạn không lường trước được. Ngoài ra, trong năm cũng cần chú ý tĩnh dưỡng, giải tỏa cảm xúc thích hợp, chớ nên để tinh thần căng thẳng trong thời gian dài. Cũng không nên đi đến những nơi lộng gió để tránh các chứng mạo phong hàn. Một chế độ sinh hoạt khoa học, tập thể dục thường xuyên kết hợp với thái độ sống khiêm tốn, không so đo hơn thua với người khác sẽ giúp bạn giữ được nền tảng thể chất khỏe mạnh. Các gia chủ tuổi Giáp Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Giáp Tý. Thứ tư, về mặt tình cảm xa đạo. Xem tử vi tháng 8 âm lịch không hoàn toàn lý tưởng đối với đường tình duyên của tuổi Giáp Tý. Bạn có tương đối ít cơ hội về tình cảm, mọi thứ dậm chân tại chỗ, khó có bước đột phá như ý muốn. Mặc dù đào hoa khá vượng, nhưng riêng nữ mệnh có thể dễ gặp phải vận đào hoa xấu hoặc cảm thấy phiền lòng với sự đeo bám, đeo đuổi, quá mức nhiệt tình của người mình không có tình cảm. Lời khuyên cho bạn, dù không thích, bạn cũng nên lựa lời phù hợp để từ chối khéo léo, tránh quá mức thẳng thừng sẽ gây phản tác dụng. Với nam mạng, cơ hội tình cảm nhỉnh hơn một chút, nhưng cũng cần dành thêm thời gian suy nghĩ về tình cảm thật sự của mình, chớ vội đưa ra quyết định chỉ vì cô đơn, bởi như thế là không công bằng cho cả hai bạn. Với những ai đã kết hôn, gia đạo có phần bất ổn, nhưng ở mức độ tiểu hung sẽ có những xáo trộn xảy ra, đòi hỏi các thành viên học cách thích ứng càng nhanh càng tốt và cùng nhau san sẻ để vượt qua thời gian khó khăn thì mọi chuyện không có điều gì là đáng lo ngại. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, ngày 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 năm 2022 đến ngày 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm là đại dịch thổ, tháng Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu và tị thành kim cục, xung mão, hình dậu, hại tuất và tí tuyệt dần. Đối với những người tuổi Giáp Tý trong tháng 8 âm lịch sẽ cần tránh các ngày như sau. Ngày âm lịch, ngày 7 tháng 8 năm 2022, tức ngày 2 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 19 tháng 8 năm 2022, tức ngày 14 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của mình vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Giáp Tý trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 2 tháng 8 năm 2022, tức ngày 28 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Sửu, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Ngày âm lịch, ngày 14 tháng 8 năm 2022, tức ngày 9 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Sửu, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 8 năm 2022, tức 21 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Sửu, có nạp âm là Sàn Hạ Thủy. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại,
hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác, ai cũng có sứ mệnh của riêng mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi tuổi Giáp Tý 1984 trong tháng 8 âm lịch sẽ giúp đỡ được quý vị phần nào trong cuộc sống, có những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ chương trình nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của chương trình.